Thưa quý vị, năm 2023 được xác định là năm của hành động quyết định sự thành bại của đề án 06. Chính vì vậy, để hoàn thành những mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2023, xuyên suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, lực lượng công an các địa phương ở thành phố Đà Nẵng đã xuyên Tết triển khai nhiều công việc với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo tiến độ của đề án 06. Sau khi được cảnh sát khu vực đến tận nhà để tuyên truyền hướng dẫn về cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến ngay trên điện thoại và tiện ích của mã định danh điện tử, chị Phạm Thị Ánh Tuyết đã nhanh chóng đến trụ sở công an phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu để đăng ký cấp mã định danh điện tử cấp độ 2. Chỉ mất khoảng 3 phút, chị đã hoàn thành việc đăng ký. Đem thẻ bảo hiểm, là căn cước công dân, nên là giấy phép lái xe để người ta làm mã định danh cho mình. Sau này ví dụ mình làm vị trí nó thuận tiện thì lực lượng công an phường cũng đã bố trí lực lượng cán bộ trực đến 24/24, đồng thời giải quyết các thủ tục hành chính theo như yêu cầu của giám đốc về việc tăng ca cơ sở vụ, tăng ca để công an cơ sở phục vụ nhân dân thì đã bố trí làm về phục vụ người dân đến tới 21 giờ đêm hàng ngày. Thì qua đây thì cũng mong muốn là người dân sắp xếp thời gian có lẽ lên công an phường để làm định danh điện tử mức độ 2, không nhất thiết phải trong giờ hành chính mà có thể là ban đêm, công an phường lúc nào cũng có người phục vụ. Gần 90% công dân tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đăng ký cấp định danh điện tử cấp độ 2. Đối với các hộ gia đình cư trú trên từng địa bàn, sau khi được tuyên truyền, hiểu rõ về những tiện ích của tài khoản định danh điện tử cũng đang khẩn trương thực hiện việc đăng ký. Mỗi ngày, tại trụ sở công an các xã, phường đều có rất đông người dân đến đăng ký cấp định danh điện tử. Thuận tiện là ví dụ chị đi đâu xe thì chỉ cần mang một cái căn cước công dân để thuận tiện cho mình đi công việc. Ví dụ như đi bệnh viện cũng cần chỉ cần cấp căn cước công dân thôi là mình cũng không cần đem bảo hiểm theo. Nó rất là thuận tiện. Cùng với việc thành lập các tổ hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp các cách thức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính công liên thông trực tuyến đã giúp người dân, doanh nghiệp thêm hiểu, tiếp cận gần hơn với những dịch vụ công liên thông trên môi trường số hóa. Điều này cũng như cho thấy sự nỗ lực và trách nhiệm của các địa phương khi triển khai những phần việc cụ thể trong đề án 06 ngay trong những ngày đầu năm mới. Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, ban ngành đoàn thể phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực cùng với tổ đề án 06 tại các khu dân cư tiến hành là vận động tuyên truyền hướng dẫn các công dân hộ gia đình hiện đang cư trú theo phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà, thì trong đó là chỉ đạo là đoàn viên thanh niên đóng vai trò là xung kích chủ công trong công tác vận động tuyên truyền hướng dẫn. Với tài khoản định danh điện tử cấp độ 2, công dân không cần phải theo các giấy tờ tùy thân đã tích hợp và khi thực hiện các dịch vụ công cũng không cần điền thông tin bằng tay như trước đây mà hệ thống sẽ tự động điền thông tin đăng ký. Điều đó cũng có nghĩa khi đề án này phủ sóng rộng khắp, trong một vài năm tới, chỉ với một thẻ căn cước công dân gắn chip duy nhất như thế này sẽ trở thành tấm thẻ toàn năng. Chúng ta không cần thêm bất cứ một giấy tờ nào khác khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự.